Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Nỗi đau người mẹ bị con đầu độc bằng thuốc chuột. Kính thưa quý vị, chỉ vì bị mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm nên Huấn đã lên kế hoạch đầu độc chính người mang nặng đẻ đau ra mình bằng cách bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cháo gà cho mẹ ăn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huấn, 18 tuổi, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Điều đau lòng là nạn nhân trong vụ án này không ai khác chính là bà Trần Thị Loan, 56 tuổi, mẹ ruột của Huấn. Theo cơ quan điều tra, Huấn cùng bà Trần Thị Loan đang hái tiêu trong vườn thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Huấn và PTT, 17 tuổi, trú cùng xã, có quan hệ tình cảm yêu đương. Khi biết được mối quan hệ này, do nghĩ con còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn nên không được phép đi quá giới hạn tình bạn nên bà Loan đã quyết ngăn cản. Mang lòng thù hận vì nhiều lần bị mẹ la mắng, cấm cản tình cảm của mình, nên Huấn đã nhẫn tâm lên kế hoạch giết chết mẹ để được tự do đi lại cùng người mình yêu. Tối cùng ngày sau khi hái tiêu xong, bà Loan làm thịt gà nấu cháo để hai mẹ con ăn tối. Trong lúc đang nấu cháo, bà Loan sai Huấn trông nồi cháo để bà đi tắm. Thấy cơ hội đã đến, Huấn liền lấy gói thuốc diệt chuột đã mua trước đó đổ phân nửa vào nồi cháo, rồi khuấy đều lên. Sau đó Huấn lấy xe máy bỏ qua nhà bạn chơi. Đến giờ ăn đợi mãi không thấy con về, bà Loan múc cháo ra ăn trước. Tuy nhiên thấy cháo có màu lạ và có mùi hôi nên bà Loan chỉ vớt thịt gà ra ăn, còn phần cháo thì đổ cho chó và mèo ăn. Đêm đó bà Loan bị đau bụng và nôn mửa. Huấn đi chơi về thấy mẹ như vậy nhưng vẫn thản nhiên đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đến rạng sáng bà Loan tá hỏa phát hiện chó và mèo ăn phần cháo của mình đã chết. Nghĩ có người cố tình đầu độc mình nên bà Loan đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an xã Thuận Hà đã có mặt tại nhà bà Loan để điều tra xác minh. Tại đây bà Loan đã lấy mẫu cháo còn trong nồi mang cho một con gà và một con chó của bà ăn. Ngay sau đó hai con vật này đã lăn ra chết. Qua điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định chính Huấn là người bỏ thuốc độc vào nồi cháo để sát hại mẹ nên đã bắt giữ để điều tra. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Huấn đã cúi đầu nhận tội. Để tìm hiểu thì phóng viên đã về ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng trên để ghi nhận thông tin. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ việc như một cú sốc quá lớn đối với bà Loan. Chính bản thân bà cũng không nghĩ rằng đứa con độc nhất mà bà đã mang nặng đẻ đau, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ suốt hơn 18 năm qua lại nhẫn tâm ra tay sát hại bà chỉ vì một chữ tình. Gạt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt, bà Loan tâm sự: "Thực ra chính bản thân tôi không thể ngờ chính đứa con mình rất ruột đẻ ra là người bỏ thuốc độc vào nồi cháo. Ngay buổi sáng khi phát hiện ra sự việc nồi cháo có độc, tôi đã gặng hỏi, tuy nhiên Huấn một mực chối cãi. Khi đó tôi cũng nghĩ rằng có người xấu đã cố tình ám hại mình nên trình báo cơ quan công an. Biết sự việc như thế này, tôi thà chết cho nó vừa lòng." Theo bà Loan, nguyên nhân khiến mẹ con bà trở nên mâu thuẫn là thời gian gần đây, Huấn có tham gia đội ca đoàn tại một giáo xứ trên địa bàn xã và nảy sinh tình cảm với em T. Và cũng từ ngày quen T, Huấn thường bỏ nhà đi chơi thâu đêm suốt sáng, không màng đến việc nương rẫy, khiến bà phải buồn lòng la mắng nhắc nhở. Tuy nhiên cho rằng mẹ cố tình cấm cản chuyện yêu đương nên Huấn đã ấp ủ thù hận, tìm cách sát hại mẹ. Bà Loan kể lại, chồng bỏ đi từ sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau. Tôi thì sức khỏe yếu, việc nương rẫy lại nhiều. Từ ngày thằng Huấn quen con bé T, nó chơi bời lêu lổng, bỏ bê công việc, mình tôi kham không nổi. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, Huấn cùng T và đội ca đoàn xuống Vũng Tàu, chơi gần 10 ngày mới về. Khi về nhà tôi trách mắng thì nó chỉ im lặng chứ không cãi lại. Ngờ đâu trong thâm tâm, nó lại ấp ủ âm mưu tàn độc đến như vậy. Trao đổi với phóng viên về trường hợp của Huấn, ông Vũ Văn Kiền, công an viên xã Thuận Hà cho hay, Huấn tuy chưa có tiền án nhưng là một trong những thành phần bất hảo trong danh sách đen để địa phương theo dõi. Vì là con một lại được nuông chiều nên Huấn thường ăn chơi lêu lổng hay nhậu nhẹt, chạy xe nẹt pô khiến dân làng phản ánh rất nhiều. Không chỉ vậy, mặc dù gia đình Huấn có kinh tế tạm ổn nhưng đối tượng này lại có tính tắt mắt. Nhiều lần người dân bắt được quả tang trình báo công an. Tuy nhiên tài sản mà Huấn trộm giá trị không cao nên chỉ bị cảnh báo nhắc nhở. Sự việc Huấn gây ra khiến cho người dân nơi đây hoàn toàn bất ngờ. Không ai có thể ngờ rằng Huấn lại nhẫn tâm đến mức hạ độc cả mẹ mình chỉ vì bị cấm cản chuyện yêu đương.
Nhà không lối thoát hiểm, lỗi không chỉ ở người dân. Kính thưa quý vị, chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, 10 người trong hai gia đình đã ra đi mãi mãi trong cơn hỏa hoạn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hai vụ việc diễn ra trong những thời điểm khác nhau, vùng miền khác nhau, nhưng có chung một điểm yếu chết chóc. Xảy ra tại những căn nhà không có lối thoát hiểm và không có thiết bị báo cháy. Đau đớn và xót xa, song phải thừa nhận rằng vụ việc này có những liên hệ tới rất nhiều vụ hỏa hoạn trước đó. Đó là vụ cháy nhà xưởng ở phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khiến 8 người thiệt mạng năm 2019. Đó là vụ hỏa hoạn xảy ra ở căn nhà 4 tầng tại ngõ 205/53, đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khiến 4 người trong một gia đình tử vong năm 2017. Sự việc cũng tương tự với vụ cháy căn nhà nhỏ trong hẻm 453, đường Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, khiến 6 người tử vong. Hay vụ cháy nhà số 91 Phan Bội Châu, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, khiến 6 người tử vong. Nhà xây dạng ống, không có cửa thoát hiểm, không có hệ thống báo cháy khi xảy ra hỏa hoạn, nguy cơ gây tử vong là điều khó tránh. Những cái chết trong hỏa hoạn ở nhà ống dường như đã được báo trước. Thế nhưng nhan nhản ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các thành phố lớn, những căn nhà ống không cửa thoát hiểm, những chuồng cọp kín bưng tồn tại, mặc nhiên bất chấp rủi ro và hiểm nguy rình rập. Và những người đánh đu mạng sống của mình trong những căn nhà ấy, tất nhiên luôn có cả vô vàn lý do để biện minh. Nào là nhà phố chật, nào thiếu không gian, nào sợ trộm. Thậm chí đôi khi còn có cả những lý do nực cười kiểu hỏa hoạn chuyển mấy khi, cứ cẩn thận thì lo gì cháy. Ấu trĩ và duy ý chí vô cùng. Trong khi với nhiều người dân trên thế giới, khi lựa chọn mua nhà, tiêu chí an toàn trong phòng cháy chữa cháy luôn được chú trọng hàng đầu. Thiết bị báo khói, vật liệu chống cháy, cửa thoát khí, lối thoát hiểm luôn được người mua nhà kiểm định kỹ lưỡng và lấy làm điều kiện để mặc cả giá nhà. Với nhiều người Việt, khi mua nhà, điều quan tâm chỉ tập trung vào những tiện ích trước mắt như hướng nhà, diện tích nhà, kiểu kiến trúc, địa điểm, thậm chí phong thủy. Vấn đề liên quan trực tiếp đến sự sống còn như thoát hiểm, chống cháy, chớ trêu thay lại thường bị lãng quên và thậm chí bỏ qua. Sự tồn tại đầy rủi ro của những căn nhà không lối thoát hiểm ấy, một phần đáng kể cũng nằm ở việc cấp phép xây dựng vẫn còn khá lỏng lẻo, chưa có quy định cụ thể về mặt phòng cháy chữa cháy với công trình nhà ở riêng lẻ mặt đất. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có công trình riêng lẻ làm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5.000 mét khối mới buộc phải có thiết kế phòng cháy chữa cháy. Đây thực sự là một thiếu sót lớn. Giả thử mọi căn nhà riêng ở mặt đất chỉ được cấp phép xây dựng khi có đủ thiết kế lối thoát hiểm. Mọi căn nhà đang trong tình trạng chưa đảm bảo an toàn cháy nổ đều được lực lượng chức năng đưa ra phương án điều chỉnh lối thoát nạn, thì nước mắt đớn đau vì mất người thân trong hỏa hoạn hẳn sẽ thuyên giảm rất nhiều. Nhìn vào thống kê, một nửa trong số vụ cháy tại khu dân cư đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tại các căn nhà theo kết cấu nhà ống, chỉ có một lối ra vào và không có cửa thoát hiểm, đủ thấy sự cấp bách của vấn đề đến nhường nào. Năm 2020, toàn quốc có 5.354 vụ cháy làm chết 75 người, bị thương 144 người, thiệt hại tài sản 932.023 tỷ đồng. Đó là những con số đau lòng, thực sự với cháy nổ, phòng luôn quan trọng hơn chống. Hãy dừng đổ tại điều kiện sống, hãy thôi bao biện cho thói chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ trong công tác phòng cháy nổ. Hãy nhớ rằng chỉ một phòng bị sản đơn có thể cứu cả gia đình tránh khỏi thảm họa. Giới chuyên gia cho rằng, một căn nhà phố chật hẹp vẫn có thể tạo nên những lối thoát an toàn, phòng khi cháy nổ. Thay vì để ngôi nhà chỉ có một lối thoát, hãy mở các lối ra ngoài ở các tầng. Nếu sử dụng khung sắt để chống trộm đột nhập, cũng cần một khoảng đóng mở được. Nhà ở riêng lẻ mặt đất cũng luôn cần có nhiều cửa. Ngoài cửa sổ, lỗ thoáng để thông khí, cũng cần có giếng trời để khói hơi độc phát tán khi xảy ra cháy. Quy định phải có đủ các thiết bị cứu nạn cơ bản như bình chữa cháy, mặt nạ dưỡng khí, túi cứu hộ hiện chỉ được áp dụng tại các cơ sở kinh doanh. Nhưng sao không tự áp đặt quy định này cho gia đình mình khi mà nó tạo thêm một cơ hội sống trong cơn hỏa hoạn? Ở Đức, Singapore và nhiều nước khác, chủ nhà sẽ chịu khoản tiền phạt rất lớn và thậm chí phải đi tù nếu xây nhà không có thiết kế đảm bảo phòng cháy an toàn. Phần nặng như vậy vì người ta cho rằng trong phòng chống hỏa hoạn, chỉ lơ là một phút có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời và bằng nhiều mạng người. Chẳng ai có thể cứu rỗi cuộc đời mình bằng chính bản thân mình cả. Hãy thận trọng trước hết từ chính cá nhân, gia đình trước khi trông đợi vào một lực lượng nào khác khi đối diện với giặc lửa hiểm nguy. Thí điểm mua bán điện mặt trời, điện gió không qua EVN.
Kính thưa quý vị, khách hàng dùng điện cho sản xuất công nghiệp cấp điện áp từ 22 kV có thể thỏa thuận mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió thông qua hợp đồng kỳ hạn mà không cần qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Giao dịch mua bán điện sẽ được thực hiện qua thị trường điện giao ngay, vận hành theo quy định thị trường bán buôn điện cạnh tranh của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện, cơ chế DPPA. Cơ chế DPPA sẽ giúp doanh nghiệp có thể nâng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động kinh doanh, sản xuất lên 100%. Tỷ lệ này hầu như không thể đạt được nếu chỉ đầu tư điện mặt trời áp mái. Điều này rất phù hợp với các công ty, tập đoàn tham gia mạng lưới cam kết toàn cầu về sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Bộ Công Thương dự kiến thí điểm cơ chế này trong giai đoạn 2021-2023 với tổng công suất khoảng 1.000 MW. Sau khi tính thí điểm 1 năm, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương sẽ đánh giá các khía cạnh thị trường, kỷ luật, tài chính và pháp lý để hoàn thiện nội dung, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng rộng rãi cơ chế này. Khi thực hiện cơ chế thí điểm này, thị trường bán buôn điện luôn cạnh tranh được hoàn chỉnh, bán lẻ điện cạnh tranh chính thức triển khai, hợp đồng mua bán điện trực tiếp sẽ chuyển sang thực hiện theo quy định mới có liên quan. Theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, khách hàng dùng điện tham gia thí điểm phải có hồ sơ đăng ký đáp ứng các tiêu chí như cam kết sử dụng năng lượng tái tạo, tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng mua trong 3 năm đầu tham gia thí điểm từ 80% trở lên. Về phía đơn vị phát điện, muốn tham gia thí điểm cơ chế này, dự án điện gió, điện mặt trời phải có trong quy hoạch công suất lắp đặt trên 30 MW. Các dự án này cũng phải cam kết mốc thời gian vận hành thương mại, tham gia thị trường điện trong vòng 9 tháng từ khi được công bố lựa chọn tham gia của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, hồ sơ tham gia thí điểm của dự án cũng phải kèm theo văn bản chứng minh hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tài chính tín dụng. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển. Kính thưa quý vị, tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã giới thiệu đường lối đối ngoại của Việt Nam được Đại hội 13 xác định. Theo đó, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định việc giữ gìn và phát triển tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc luôn được Việt Nam xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 13 và kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, trong đó đã bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước và xác định ra nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước những năm tới. Hai bộ trưởng cho rằng, quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, hình thức linh hoạt, hợp tác kinh tế thương mại vẫn tăng trưởng trong bối cảnh bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19. Hai nước đã chia sẻ vật tư y tế, kinh nghiệm chống COVID-19, tương trợ lẫn nhau khi xảy ra bão lũ, thiên tai. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp. Hai bộ trưởng mời sang thăm lẫn nhau vào thời gian thích hợp để gặp gỡ và trao đổi trực tiếp. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, hai nước, trong đó phát huy vai trò quan trọng của hai bộ ngoại giao trong việc điều phối thúc đẩy tổng thể các mặt hợp tác trong quan hệ hai nước, đưa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tăng trưởng theo hướng thực chất, lành mạnh, duy trì trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên trao đổi giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thỏa thuận nhận thức chung giữa hai bên và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng ASEAN đạt tiến triển tích cực về COC.